Nam Tiếp kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em tiếp tục về một lô mic BMB, lần này về được 100 cái các bác. 100 cái thì đã bóc ra một thùng để chiều nay gửi hàng rồi, thì ở đây là còn 80 cái, mỗi thùng này là 20 cái. Đấy, BMB. Thì hôm trước thì bên em đã cũng về được 100 cái thì bán trong vòng 2 ngày thì hết. Rất nhiều các bác là đặt hàng tuy nhiên là không có, thì lần này về được 100 cái. Thực ra lần này về không phải 100 cái các bác, tổng cộng là 300 cái nhưng mà nó về mới được có 100 cái. Và còn 200 cái nữa đang trên đường về. Thì theo em biết thì là sau hết 300 cái này của em thì chắc là cũng không còn hàng, vì là bên kia em có hỏi là bảo là hết rồi. Không biết là họ sau này họ có nữa không thì cũng chưa rõ được. Thì cái mic này thì hôm trước đúng là bán 100 cái em bán trong vòng 2 ngày các bạn. Bán 2 ngày bán kinh khủng luôn. Mà về thì thực sự là cũng chưa có ai chê cả. Thì hôm trước các cái video trước ở bên đây bên em đã làm khá kỹ về dòng mic này, thì các bác có thể là xem lại cái video ở nơi cái phần mô tả của video này, hoặc là click lên cái đường link ở bên phía trên bên tay phải các bác lại. Đấy, có lần trước là hôm trước là bên em đã quay rồi. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu thôi. Thì đây là mỗi thùng của nó là 20 cái, thùng nguyên hộp của nó là như thế này các bác nhé. Đây có này. Đấy, có gì đây, xăng ti này, số lượng này. Đấy. Đấy. Đấy, có logo của BMB, hàng xịn nguyên thùng luôn. Đấy, đây là nhập nguyên thùng của nó như thế này chứ không phải là hàng trôi nổi các bác nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ coi về phần trong nội thất của nó cho các bác xem. Đây là cái sản phẩm của nó đây. Thì khi mà các bác mua thì em để gửi cho bác là nguyên hộp như thế này các bác nhá. Một hộp đầy đủ nó là như thế này. Thì trên hộp này nó đây. Hộp này là được mà một cái model của nó là NKP NKR 100 các bác nhé. Thì cũng lưu ý các bác là cái hàng này thì trên thị trường nó đã có hàng nhái, nó có hàng nhái rất nhiều, nó cũng giống như là Mixua. Hiện nay là các bác biết rồi, Sure thì nó chỉ sản xuất có một model duy nhất là mic coi dây, một đồ model duy nhất. Nhưng hiện nay này nếu chúng ta để ý rằng trên thị trường hiện nay là mic coi dây mà Mixua thì có giá tỷ tỷ luôn. Nhưng thực ra cái đó toàn là hàng nhái hết, không có hàng xịn. Thì là những cái mic mà hàng nhái đó thì họ bán nó giá thấp hơn. Thực ra cái mic này có những anh em mà đúng hàng xịn của nó họ bán lên tầm 1 triệu 2 một cái. Tuy nhiên là cái giá của bên em đưa ra chỉ là 600 ngàn thôi. Các bác khi mà các bác nhận hàng này nó nguyên hộp như thế này các bác nhá. Thì trên hộp nó sẽ có cái tem ở đây. Đây nó cái tem của nhà sản xuất. Không biết là toàn tiếng Trung Quốc này, em không biết là ký hiệu là gì cả. Nói chung là đây. Đấy, nguyên hộp như thế này nhá. Và đây là cái hộp của nó sau khi chúng ta bóc ra. Đấy, khi bóc ra nó nguyên hộp như thế này. Thì trong đây thì nó gồm có một cái gọi là giới thiệu thông số kỹ thuật. Thì chúng ta nhìn đây là chúng ta thấy rằng được là cái mic này nó có những cái thông số kỹ thuật, tức là độ cái tần số của nó là từ 50 Hz đến 13k, tức là cái tần số nó thu được ấy. Cho nên mà chúng ta lưu ý khi cài băng số mà cắt cái tần số cao ấy thì chúng ta cắt nó chỉ tối đa lên tầm 13k thôi, thực ra về hơn nữa thì mic nó không thu được đâu, mà nó ra cái tiếng nó rất chi là chói chúng ta này đấy. Đấy, và cái tần số là nó từ 50 Hz chúng ta cắt lên từ 50-60 Hz. Đây, độ nhạy là âm 54 dB, độ sai số là 3 dB, kháng trở 450 ohm cộng chiều 30%. Cái kháng trở này 450 ohm thực sự là nói lên là cái mic này nó thu rất chi là tốt các bạn này. Cái kháng trở này mic này thu cực kỳ tốt luôn đấy. Và trên đây là sẽ có một cái phong bì này là phong bì tem bảo hành. Thì bác nào vừa rồi đã xem những cái loa BMB hoặc là mua những cái hàng mới của BMB thì đều có một cái phong bì. Nói chung là BMB là khá là lịch sự, là có một cái phong bì trong này là sẽ có cái phiếu bảo hành để bóc luôn cho các bác xem nha. Đây BMB nó khá lịch sự là nó có một cái phong bì này để chúng ta gửi để phiếu bảo hành đến mà không cần dán tem. Đấy. Tuy nhiên là cái này nó chỉ có tác dụng đối với thị trường Trung Quốc thôi. Cái này là chúng ta chỉ cần là lấy phiếu bảo hành này và chúng ta điền thông tin. Trong đây là cái phiếu bảo hành của nó. Đấy, điền thông tin model này, ngày mua ngày ấy. Nói chung là tiếng Trung Quốc. Nó có một cái tem đây, tem này. Tem chống hàng giả này. Cái tem này thì nó giống như chúng loa, chúng ta mua hay loa bãi hay có cái tem này nó gắn ở phía sau. Và chúng ta cạo đây là chúng ta tra ở trên trang web của nó là biết được hàng xịn hay hàng nhái. Đây nhá. Đây cái tem này là cái tem này. Thì ngày trước ấy, bên em đã làm cái video hướng dẫn chi tiết là chúng ta tra là hàng BMB chính hãng xịn hay không ấy. Và bằng cách là vào trang web của hãng BMB.com ấy.
là chúng ta cạo cái này ra và chúng ta sẽ tra theo cái số ở trong này, nó sẽ xác nhận là hàng xịn hay không. Đấy. Tuy nhiên đây là mic này thì bên em cam kết là xịn cho các bác rồi, yên tâm. Đây là cái tay mic của nó, khi mà tháo thì chúng ta cầm một cái tay mic nó có cảm giác là cực kỳ là xịn. Đấy, xịn này, nó có cả từ cái tem, cái chất liệu gia công của nó, về ngoài của nó phải nói là đẳng cấp. Đây, cái tay làm bằng nhôm, cực kỳ là cầm nó rất chi là đầm tay, cảm giác chắc chắn mà nó không, nó rất chi là bượt mịn tay. Đấy, chúng ta cực kỳ là xịn. Công tác của nó này, tăng nguồn rất chi là nhạy, nó không như những công tác khác. Đấy, chúng ta thấy không, nhạy cực kỳ luôn, cầm nó rất chi là xịn, mà cả nó không phải là dạng mic giống như dòng những cái dòng mic rẻ tiền chúng ta hay cầm. Đấy, chúng ta thấy là từ cái giỏ nữa, nó là đều sơn rất chi là tốt, lớp sơn của nó rất chi là mịn bóng đẹp. Đấy, cái giỏ của mic này. Còn cái côn mic của nó đây, đây cái côn mic, nói chung là cái bộ não của cái mic đây là cái côn. Chúng ta thấy nhìn cái côn nó sướng không? Thứ nhất là cái côn, nhìn chúng ta tháo theo kinh nghiệm của bên em là tháo cái côn này ra thì đây là cái côn phải nói là cực kỳ là xịn rồi. Đấy, ở dưới đây nó có một cái lớp nhôm ở dưới đây này. Đấy, nó trong lớp này nó có một cái chấm li ti. Đấy, cái này là cái mục đích của nó là thứ nhất là nó có hai tác dụng, một là nó khử nhiễu, khử nhiễu, thứ hai là nó điều chỉnh cái tiếng bass hoặc tép của cái mic. Nếu chúng ta lấy cái băng keo chúng ta cuốn hết cái lớp này không có hở này thì cái mic này nó toàn bộ là tiếng bass. Đấy, tiếng rất chi là ồn, nhưng mà chúng ta nếu mà gọi là khuyết rộng hơn những cái lỗ này thì nó ra là toàn tiếng tép. Nên là cái này là nhà sản xuất nó sẽ làm những cái lỗ như thế này để nó điều chỉnh cái tiếng bass và tép. Đấy, để chúng ta điều chỉnh gọi là cân tiếng, chúng ta muốn mic nó nhiều tiếng bass hay nhiều tiếng tép. Tuy nhiên là cái này là nhà sản xuất nó đã làm như thế này là nó khá là chuẩn rồi, chúng ta không cần can thiệp nữa. Đấy, cái côn của mic, cái miệng thu của nó khá là dài, là lớn lớn thì nó có đặc điểm là chúng ta sẽ là thu rất chi là tốt, hát rất nhẹ. Đấy, thực sự là vừa rồi bên em bán là 100 cái trong vòng 2 ngày, thực sự là đến hôm nay thì cũng chưa thấy khách hàng nào phàn nàn của mic này hát dở cả, thực sự là thế. Đấy, rất chi là xịn. Và rất nhiều các bác là cũng tức là chưa kịp mua thì đã hết hàng, thì hôm nay lần này về thì 100 bộ lần đợt này thì cũng là một cái cơ hội để cho các bác nào chưa mua để chúng ta mua nhá. Còn cái dây tín hiệu của nó thì phải nói là cực kỳ là xịn rồi. Đây, dây của nó phải nói là cầm rất chi là xịn. Có một cái nhược điểm của nó là cái dây của nó xịn này là có dư, tuy nhiên là độ dài thì nó không được dài, không biết là tầm được mấy mét này. Như thế này thì nó cũng không được dài lắm. Đây, tuy nhiên là dây này quá là xịn, phải nói là cực xịn luôn. Người ta nhìn thấy cái xoay của nó này, nó thấy đây em mình đến tháng rồi. Thì là một tay em quay, một tay em tháo, nó khá là khó. Đây, chúng ta thấy này, cái bọn dây của nó này, đấy, cực kỳ là đẹp luôn, đấy, xịn lắm. Cái dây của nó phải nói là khi mà chúng ta nhìn thấy cái dây này, chúng ta kết luôn đấy, từ cái chân cắm của nó này, chất lượng cực kỳ là tốt. Đây, dây này dẻo, nó không gấp, chúng ta vặn nó không có bị đứt. Thứ nhất loại nó to và nó dẻo, nó không có giòn. Đấy, đây nguyên hộp của nó là như thế này nhá. Vâng, chốt lại cái giá bán của nó một lần nữa để các bác nhé. Thì giá của nó là 600 ngàn một cái các bác nhé. Bác nào lấy 2 cái thì về đem free ship, tức là bao ship ấy. Vâng, Nam Tép xin kết thúc video tại đây nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào, hẹn gặp lại.